Hoshi Fan, bí mật của bánh. Rất nhiều năm về trước, có một chàng trai tuổi trăng tròn đã bắt đầu dành trọn trái tim của mình cho con đường hẹn hò với ẩm thực. Hoshi Fan đã đi tìm hiểu về những hương vị ở tứ phương, những kỹ năng và bí quyết lưu truyền trăm năm được tiếp nối từ những tiền bối đáng kính truyền lại. Một trong những điểm sáng đó chính là bánh trung thu. Hoshi Fan và đội ngũ đã luôn miệt mài, hy sinh thời gian và công sức để sáng tạo, cống hiến và lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon chuẩn sao để kết hợp hòa quyện tạo ra những hương vị truyền thống đặc biệt đến khó quên. Bí mật không chỉ là công thức mà còn là sự tâm huyết, khẳng định niềm đam mê ẩm thực cháy bỏng từ trong trái tim và là sự kết nối giữa linh hồn với những chiếc bánh trung thu thủ công tỉ mỉ. Sau khi bánh được nướng qua nhiều công đoạn canh nhiệt, đầu bếp sẽ cho vào hộp kính ủ hàng trăm tiếng đồng hồ ngay khi còn nóng hổi. Quá trình này giúp bánh nguội tự nhiên, làm cho vỏ bánh trở nên mềm mịn và nguyên liệu bên trong thấm đều hương vị một cách hoàn hảo. Phiên bản giới hạn này là lời tri ân đặc biệt dành cho những thượng khách đã kiên nhẫn đặt trước suốt thời gian qua. Chúng tôi rất biết ơn và cảm nhận được tấm lòng, tình cảm của thượng khách đã dành cho những người mình mến thương và trân trọng. Chúc gia đình có một đêm trung thu dưới ánh trăng rằm cùng người thân thật ấm áp, thưởng thức trọn vẹn và lưu giữ lại những kỷ niệm khó quên. Hoshi Fan.